lâu quá mới gặp hai thằng nghèo còn nghèo hơn. What? Anh nói sao? Thôi từ từ, sống nhẹ nhàng với nhau thôi. Anh nói sao? Bê đê lắm rồi lộ bây giờ. Cái gì vậy bà nội? Anh nói sao? Anh nghĩ sao anh hỏi em câu đó à? Anh không thấy mà áo bạc màu hết trơn sao mà anh hỏi câu đó? Nè, không thấy bạc màu hết trơn hả? Anh nói thiệt với anh là hai anh em là nghèo là bền vững luôn, nghèo mà độc lập tự do luôn. Không có hỏi gì nữa nha. Ê, đi đâu hả? Giết bó tay luôn. Nè, không thấy sao? Vậy cũng hỏi nữa. Thằng nào cười mà vô duyên âm đức vậy bay? Không phải em nha mọi người, em cười khác. Em cười gì nè? Ê, tính ra nó vô duyên hơn nghe. Cái giọng cười gì mà đê tiện dữ vậy trời. Bà mẹ ra bấm vô cái cờ nhiếp chưa biết nội dung ra sao hết trơn, nghe toàn cười không. Rồi, hello mọi người, lại là hai em ba báo đây. Tao nói bữa nay không có đi chợ mọi người ơi, khô máu rồi, hết vốn luôn rồi. Thôi bữa nay mình chơi cây nhà lá vườn, có cái gì mình làm cái đó nghe mấy anh chị. Mới sanh được con cá đuối của bà dì mẹ của thạch heo quá, tính nấu mẻ nè. Chưa kịp nấu nữa là hàng em shop trước rồi đó. Nhìn tới đây là mọi người biết làm cái gì vậy ha, nướng chứ còn gì nữa, nướng nó mới ngon. Cá đuối này được cái bà dì bà làm sạch sẽ hết trơn rồi, chỉ cần rửa sơ sơ lại là mình ướp. Mà cái công thức ướp này của tụi em chắc cũng quen thuộc quá rồi, thôi mình bỏ qua nha. Quen thì quen vậy thôi chứ ướp ăn ngon dữ lắm, nó không có bị ngán. Rồi ướp xong mình bỏ đó cho thấm 15-20 phút, đi quay quên đây tranh thủ nhúm cái lò than. Ta nói tính đến nay cũng lâu lắm rồi mới làm lại cái vụ trả lời comment của mọi người trên cái cờ nhiếp. Mà đọc xong cái comment bữa nay thấy nó đuối còn hơn con cá đuối luôn. Ở đây chắc có nhiều anh chị không biết là hồi lúc mới bắt đầu á, tụi em cũng làm theo cái dạng mà trả lời comment kiểu này nè. Mà không biết sao vô tình ha, mọi người yêu thích quá trời nhiều luôn. Bây giờ nghĩ lại nhớ quá, cái lò than nhúm sớm giờ nó cũng đỏ này. Bắt đầu mình cho con cá đuối là mình nướng nha. Con cá đuối này của tụi em thì nó cũng không có bự quá, nó vừa vừa, đâu cỡ 600-700 gram chứ gì. Bữa nay đang hết tiền mà đọc cái comment của anh trai anh hỏi còn nghèo không, cái tự ái dễ sợ. Thì nói chung là em dám khẳng định với anh một câu chắc nịch là em vẫn còn rất là nghèo luôn nha. Tụi em là ăn gì đó mọi người ơi, không biết sao mà nó cứ dậm chân tại chỗ hoài à, không có ngóc ngóc lên được miếng nào hết trơn. Lâu lâu hên gùa nhầm tháng ngóc lên được miếng, cái bắt đầu qua tháng sau là nó tuột lại nữa. Nó tuột mà hé thiếu điều tuột luốt luôn á, nó su cà na dữ lắm mọi người. Bởi vì mấy anh chị mình ở trên này coi được cái cờ nhiếp của em mà thấy hay hay đó, có yêu thương yêu thích tụi em đó, thì không có cần làm cái gì nhiều hết trơn á, tặng cho trái tim với lại lượt chia sẻ là được rồi. Nhiều đó thôi là cái động lực rất là lớn để tụi em cố gắng rồi đó nghe. Nói tào lao sớm giờ thì con cá của em cũng chín rồi nè mọi người. Hồi nãy có vô tủ lạnh lục thêm được miếng rau sống nữa nè, lấy ra mình ăn kèm luôn nghe. Còn cái chén muối ớt này là nhiều anh chị hỏi em cách làm lắm nè, mà đâu có cái gì khó đâu mọi người, nó dễ ẹt luôn á. Cứ đâm cái chén muối như bình thường rồi mình bỏ vô miếng đường nặng thêm trái chanh nữa là ta nói ha, có cái chén muối siêu thấy thèm luôn á. Em nấu hoài rồi đó, cá nướng là chỉ chấm với muối ớt là nó ngon nhất. Cái thịt cá thì ta nói ha, nó thấm nó đậm, mà chấm thêm chén muối ớt chua chua cay cay nó quá trời nó ngon luôn mọi người. Còn cá đuối này được cái là toàn thịt không à, chứ xương ít xịu, mà sụn không à, chứ không phải xương nó mềm xèo. Cái thịt cá thì ta nói ha, nó mềm nó thơm mà nó béo béo nữa nghe. Nói chung cái cờ nhiếp hôm nay của tụi em làm thì nó chỉ đơn sơ có nhiêu đó thôi, mà cũng không có cần cái gì nhiều, nó nhiêu đây thôi là quá đủ với hai em ba báo à. Vậy nghe mọi người, hai anh em lụm tiếp à, bye bye nha. Quá là ngon với cái món cá đuối nướng nguyên con kiểu này, toàn là thịt không à chứ không có thấy xương. Hoàng ươm thơm phức, nhìn thôi là đổ mồ hôi lưỡi rồi đó. Cá đuối nướng mà chấm với muối ớt siêu cay nữa thì chỉ có mờ lem thôi. Xin chào tất cả mọi người, lại là hai anh ba báo đây đó. Lâu lắm rồi mọi người mới nghe là em chào kiểu này đúng không ta. Bữa nay thì hai đứa em đi chợ sớm có mua được con cá đuối bự quá nè mọi người, để vô một cái là liếp cái thao luôn nghe. 1 ký là 190, con này là hơn 2 ký đó nghe. Bữa giờ ta nói lâu quá rồi không có xuống nhà thạch heo, toàn là quay trên nhà em không à, thành ra bữa nay đổi gió xuống đây quay cho mọi người xem đỡ chán. Nhà thạch heo thì có cái giường này, cũng có cảnh này cảnh kia, còn quay trên nhà em vòng vòng có chút xíu siêu à, thành ra sợ mọi người chán á. Con cá đuối về đầu tiên mình làm sạch móc bộ đồ lòng nó ra, rồi hốt miếng muối cục gì nè mình rửa cho nó sạch lại. Con cá đuối thì làm đơn giản lắm mọi người, nó dễ ẹt à. Được con cá bự bự gì nè mình làm món gì cũng ngon hết trơn á, nấu canh chua này, nhúng mẻ này, rồi mình nướng luôn cũng ngon nữa. Cá làm xong thì mình chịu khó khứa nó ra miếng như thế này nè, chút xíu mình ướp cho nó dễ thấm. Rồi để ráo một chút, bây giờ mình sẽ tiến hành ướp nha mọi người. Mình ướp đơn giản thôi, miếng sa tế với lại miếng sốt ướp đồ nướng đó. Cái này có mật ong luôn nha, thơm lắm. Ướp đơn giản nhiều đó thôi, rồi mình đeo bao tay vô mình massage đều cho em nó là được rồi. Chà cho đều cái mặt bên này xong mình lật qua mình chà thêm đều cái mặt bên kia nữa. Rồi bây giờ mình sẽ để cho nó thấm một chút nha.
Qua bên này em đâm chén muối ớt cay cay chút xíu mình chấm với cá đuối. Cái câu này là em nói hoài đó nghe, miễn là cá nướng là phải chấm với muối ớt ăn nó mới ngon. Rồi xong vô trong nhà giác bộ đồ nghề ra bắt đầu mình chiến nó nè. Nhúm cái lò than cho nó nóng nóng trước một cái, xong rồi mình quăng con cá lên mình nướng thôi. Cá này thì nướng mau dữ lắm. Mọi người chịu khó để cho nó cao cao chút xíu, nướng từ từ thôi cho nó không có khét. Lại mình chịu khó chở bề nó mới được nha. Mà chở nhẹ nhẹ khéo khéo tay thôi, tại cá này nó dễ bể dữ lắm đó. Làm mà mạnh bạo quá là nó gã nó dính lại trên cái dĩ hết trơn luôn đó. Mọi người thấy không, trở qua trở lại là nó đã chín rồi. Ôi, nó thơm dữ à chàng. Thèm nha, thèm nha. Bài biện thêm mớ rau sống dưa leo với vài trái cà chua nữa mình ăn kèm. Ê mà tính ra lâu lắm rồi mới ăn lại món nướng luôn á mọi người. Bởi vì quay ở trên nhà em á chở nó đâu có chỗ nướng đâu, xuống đây mới có chỗ nướng nè. Ồ mà cá đuối đựng con trọng trọng gì em thấy nướng là nó ngon nhất à. Tại vì cái thịt nó nhiều ăn nó ngọt nữa mà nó không có xương sóc gì hết trơn á nghe. Chỉ có mấy cái sụn đó nhai nó sực sực còn đã nữa à. Nè mọi người coi nè. Trời ơi nó thơm thiệt nha mọi người. Ăn thử miếng coi, heo nó ăn mà em thấy thèm luôn á. Trời quay mà nó chảy nước miếng luôn. Chứ sao nó ngon quá trời luôn. Trời cái thịt nó ngọt dữ ta. Thấy không? Nó dai mà nó ngọt ngay mọi người. Không xương sóc chứ. Cái này á mọi người ăn luôn xương, xương mềm xẹo không? Xương nó như răng răng vậy đó. Mọi mà vườn gì he mắt rượi mà có con cá đuối chà bá nướng thì nó nhức cái nách rồi chứ. Đã luôn á. Ngon. Mọi người thấy không? Cắn mềm mèo mà mọi người không xương bỏng chứ. Lâu lâu làm lại món nướng gì chứ vẫn còn bén chưa có lục nghề nghe. Hai thằng em ngồi ăn nãy giờ không biết có ai xem mà chảy nước miếng không ta, hỏi thì hỏi vậy thôi chứ chắc có chứ dễ gì mà không được. Nó ngon kiểu này nè, thứ gì mà chịu nổi.